Trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách, cuộc sống của bà con nơi đây ít nhiều đều gặp một số khó khăn, đặc biệt là với những người vô gia cư. Tuy nhiên thì dù thế nào thì họ vẫn tràn đầy tình yêu thương, sự hào sảng và đúng như bản chất của người Sài Gòn. Nhưng mới đây thì trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện về một người đàn ông khó khăn nhưng không từ bỏ hai chú chó nhỏ của mình. Cụ thể bà viết chia sẻ, ông chủ này là người vô gia cư, sống bằng nghề lượm nhặt ve chai phế liệu quanh khu vực đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản của ông là một chiếc xe ba gác thồ với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh và hai chú chó đầy đáng yêu. Chúng được ông nhặt về chăm bẵm cẩn thận nên con nào con nấy đều bé mượt và rất dễ thương. Mặc dù những ngày giãn cách xã hội siết chặt còn rất khó khăn, thế nhưng ông chú vẫn cố gắng chăm sóc cho hai chú chó nhỏ, từ việc ăn đến việc tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Thậm chí thì mỗi lần bà con hay mạnh thường quân thương tình cho đồ ăn ngon, thì ông cũng sẽ nhường cho chúng thưởng thức trước. Câu chuyện về những lão hạt đời thường, dù khó khăn hay nghèo khó, vẫn chấp nhận cưu mang từng chú chó nhỏ, dù chưa rõ thực hư nhưng vẫn là chủ đề thu hút mọi người. Nó mang đến nhiều cảm xúc tình yêu thương khác biệt và lòng tử tế trong những ngày dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Mong rằng trong thời gian tới thì dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để mọi người trở lại với cuộc sống bình thường.